Rồi tiếp theo mình sẽ làm một cắt ghép một cái video hoàn chỉnh ha. Thì bây giờ mình sẽ nêu một đồ chat mới. Nó này đi không cần luôn nữa. Rồi đồ chat mới thì sẽ inbox. Ở đây mình có inbox media này ha, thấy không? Inbox media. Mình sẽ đổ cái mi những cái media mình cần ấy vô, nãy tôi nói là đổ intro nè, một cái nè. Rồi đổ thêm cái video của tôi, video OE tôi có cái video của tôi làm, cái video viết tay nè, video test nè. Cái thứ hai tôi đổ cần đổ là đổ cái enable đâu rồi, enable enable đây đó, cấp enable vào luôn đi để nó lạc mất. Cấp vô trong đây đi, hình ảnh sản phẩm đi. Vậy nè. Đó, bit able. Đó. Rồi em MP3. Đó. Rồi mình đang lần lượt tôi bỏ vô đầu tiên á là mình phải cần cái gì vô trước. Cái intro trước đúng không? Rồi mình bỏ cái intro vô trước vô. Thả xuống. Đó. Cái thứ hai mình bỏ tiếp là cái content của mình. Content của mình chính là cái video test này. Cái content này đang có nhạc đúng không? Mình muốn tắt nhạc này luôn cũng được nghe. Đó. Đây, đây, đây này vô. Content này đang không vừa này, không vừa đúng không? Không vừa cái thước là reset của mình, tự nhiên reset setting video mình là cái thước của mình là 1920 là. Còn cái này bao nhiêu nó không đủ chỗ là mình mới kéo nó đường kéo nè. Kéo bàn luôn. Đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo cái chỗ này nó đang có tiếng không, mình muốn tiếng ở đây nó đồng bộ với nhau chứ nó không chuyển qua tiếng, nó đi một lần luôn. Thì đây chỗ đây mình edit ngắt tiếng đi luôn, tạm thời ngắt tiếng này luôn, tại tiếng này mình không cần. Một xíu nữa mình bỏ cái tiếng cho nó mệt với nhau cho nó đi tới đây nó hay hơn, chứ mình để bên đây tiếng khác bên đây tiếng khác kỳ lắm. Rồi sao xong đó xong á, tiếp theo mình mới chạy chạy hết video này mới tới cái gì bitable. Bỏ cái bitable vô đó, bitable này cũng có tiếng luôn, tiếng riêng luôn. Mình edit audio mình bỏ cái tiếng ra đó, rồi rồi giữa cái này chuyển qua chuyển lại á thì mình sẽ dùng chuyển cảnh nha. Ở đây nó sẽ có một cái là transition, ở đây chuyển như mình chuyển qua nè, chuyển lại, chuyển lên, chuyển xuống, chuyển gì đó mình coi hiệu ứng thì tùy thích ha. Ví dụ tôi muốn nó là chuyển qua thì lật qua như vậy không đó, thì tôi s chọn vô một cái nè. Rồi mình S Media Select đây cũng vậy, này cũng vậy, S Media Select rồi xong đó. Xong rồi mình sẽ bấm bấm coi thử này đó, thì nó không có tiếng gì hết. Lý do nó không có tiếng là mình chưa có bỏ âm thanh vô. Bây giờ mình tiếp theo mình muốn nhạc gì cho nguyên cái đoạn đây thì mình bỏ nhạc vô, bỏ nhạc vô đây. Nhạc này muốn tăng giảm âm lượng bao nhiêu mình tăng đó. Chạy tới đây, dù tới đây chuyển qua sao tới đây. Này này cái này đang bị nhỏ nè đúng không, mình sẽ to lên nè, to lên cho bằng cái màn hình luôn đó. Ở đây là mình làm trên YouTube thì mình không cần phải 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 gắn mặt nạ, gắn 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 trên gắn dưới cái tiêu đề. Nếu như video này mà mình đang trên trên Facebook, tại vì Facebook cái tiêu đề nó không có tiêu đề video, nó thấy nó bé quá cho nên người ta không có chú ý. Cho nên nó để làm trên Facebook á thì mình phải làm cái chữ trên chữ dưới đúng không. Rồi bây giờ chỗ này mình âm thanh mình đây ngưng ngờ đúng không, đây ngưng ngờ đủ rồi nè, cắt ra nè, đây có nút cắt nè, cắt ra xóa này để tới đây ngưng. Đó, âm thanh á thì mình đây âm thanh mình qua cái phần âm thanh ha. Âm thanh là mo audio nè, effect là mình cho nó nhỏ, tăng dần à, nhỏ ha, nhỏ lên nè, rồi giảm dần à nữa.
cho nó hay nha, cho nó từ từ lên, nữa lên nhỏ nhỏ vào, từ từ lên chứ nó không không có cần ấy. Rồi đó, ở đây là đối với YouTube đó, thì mình không cần làm cái feature phía dưới á, tôi kêu một feature dưới, cái kêu bằng gì, feature phía dưới của cái video nó có cái chữ tiêu đề và cái content description á, thì nếu như mà mình làm YouTube thì không cần cái đó, tôi theo nghĩ không cần làm cái đó. Thì mình làm xong này mình sao lại mình để đặt lên cái này là YouTube đi ha, video you. Rồi còn cái này muốn đẩy qua bên Facebook á thì mình làm lại setting lại cái này, rồi check setting, rồi mình chỉnh lại cái này là customer mình để là 1080 x 1080, chuyển qua view vuông, chuyển qua vuông ha. Đó, nguyên cái này hay mấy cái này mình đem mình chọn hết nha, chọn hết luôn. Sau đó mình group nó lại. Đó, group nó lại là cho cục thôi. Rồi sau đó mình kéo cái video vuông lại, kéo đường xéo lại, kéo lại video vuông. Đó. Rồi khúc trên khúc dưới này mình sẽ gõ cái gì đó, tiêu đề gì đó để cho giật tích, để cho người ta. Rồi, nghe không? Thì để gõ được cái trên cái dưới như thế này thì làm sao? Mình sẽ qua bằng chữ nè. Chữ của mình sẽ có màu không? Có màu mà bỏ chữ này vô trên nè. Đó, cái chữ này mình nằm ở trên này. Mua lên trên này. Rồi kéo nó qua. Đó, chữ đây. Đó, từ từ để mình coi chữ này mà nó, chữ này thời gian nó như thế nào? Thời gian nó bằng luôn video luôn ha. Đó này, cho nó cái xuống đây là một. Đó. Mình màu đen thì cái chữ này màu gì? Ủa cái mình màu trắng này, thì cái nền này cho màu khác ấy, cho nó nổi lên, ví dụ cho màu đen đi. Ví dụ trắng hết rồi thì cho màu đen đi, ví dụ như là qua đây mình cho cái màu nè. Nó ví dụ như vậy. Rồi. Cái bên dưới copy cái này, copy còn C còn V, ra cái nữa đem này xuống dưới. Xuống dưới, nhưng mà nó không xuống dưới đâu mà đem này kéo xuống dưới đây. Đó, mình được hai chặng đây ha. Rồi bây giờ mới sửa chữ nè. Cái này là 8 lý do đúng không? Chữ thì mình sửa màu lại. Màu chữ thì qua qua chỗ màu chữ nè. Màu chữ mình cho nó là màu trắng. Để là 8 lý do bạn phải mua giày. Phải mua giày Super bơ nó. Rồi cũng như vậy như nãy tôi làm thôi, phong chữ nè, audio nè. Rồi con nên bê cho đậm lên dùng vậy. Rồi dưới đây. Dưới đây mình làm gì dưới đây? Nếu dưới đây á, dưới đây á mình có thời gian thì mình làm icon số điện thoại, mình lên mạng tìm icon á. Ví dụ đây tôi tìm icon, đây tôi không có tìm icon. Mình để hotline đi. Liên hệ mua giày, mua ngay đi, ghi thông tin, ví dụ ghi thông tin của mình đây nè, mua giày 2.09 đi, 4 hoặc là 4. Ví dụ đi, tôi nói ví dụ đi, nói đơn giản đi. Đây mình có thể ghi nhiều câu hay hơn ha, mình suy nghĩ nhiều câu hay hơn. Ở đây tôi không có chuẩn bị trước cái này nên tôi chỉ ghi vậy thôi. Ở chỗ này thì vô đen, double chuột vô ha, rồi chọn phông chữ lại. Rồi cho màu ha, màu trắng hoặc là màu gì đó, màu trắng mà từ vàng đen thì đi vàng cũng được, trên nếu vậy vàng đen nó dùng vậy, đen cũng vậy, sửa lại màu vàng luôn đi. Đó ví dụ đây mình sẽ có một cái video như vậy, đi là order cũng được, đây order đi, order đó, vậy đi.
Ở đây mình có cái mũi tên chỉ vô đi cho nó mấy, để cái mũi tên chỉ qua đây. Tên này cho nhỏ được không ta? Sai này sai chữ. Tên này vô bự quá. Mày có rút không? Không luôn. Cái mũi tên này sẽ nằm ở đây nè. Mũi tên này nó có kích thước đây nè. Đâu rồi? À, nó có chỉnh kích thước hả? Có chỉnh thước mình không biết thôi. Nhưng không cho chỉnh kích thước là sao? Ta để cái mũi tên khác đây, mũi tên bên ngoài đem vô đi. Mũi tên này của nó đúng cái chỗ dạ tờ vậy trước đi đó, đúng không? Xong đó, xong một cái video. Và sau đó mình làm sao mình xuất ra nha. Xe logo xuất ra cái chợ M14 luôn ha. Xuất ra video video đó, ví dụ vậy đi đó, đèn đâu được chưa? Đó, xuất xuất ra ngoài, xuất ra vậy.